Xin chào quý vị và các bạn, lại một tin vui đến với nền thể thao của Việt Nam. Vận động viên Nguyễn Thành Ngưng đã giành chiếc vé đi dự Olympic năm 2016. Không được đặt nhiều kỳ vọng, lại phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh ở giải đi bộ vô địch châu lục. Nhưng Thành Ngưng đã thi đấu đầy nỗ lực và quyết tâm để cán đích với thành tích 1 giờ 23 phút 29 giây, vượt qua chuẩn Olympic là 1 giờ 24 phút. Kết quả ngoài mong đợi này đồng nghĩa với việc vận động viên người Đà Nẵng đã mang về cho thể thao Việt Nam tấm vé thứ 8 tham dự Olympic Rio năm 2016. Với thành tích 1 giờ 23 phút 29 giây, Nguyễn Thành Ngưng đã bất ngờ giành tấm vé tham dự Olympic Rio 2016. Và ngay sau đây chúng ta sẽ có cuộc trao đổi ngắn với vận động viên này. Đầu tiên xin cảm ơn Thành Ngưng đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Truyền Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho Ngưng là cái cảm xúc lúc này của Ngưng là như thế nào khi mà đã giành được tấm vé tham dự Olympic Rio 2016? Một cảm xúc từ lúc thi đấu xong đến bây giờ thì Ngưng không phải biết diễn tả nó như thế nào, bởi vì nó quá bất ngờ với Ngưng, mà Ngưng phải nhờ sự trợ giúp của đồng đội hay của thầy ban huấn luyện. Ngưng cứ tưởng là mình đang nằm mơ mà về một tấm vé đi dự Olympic, nhưng hiện bây giờ thì Ngưng đã tin điều đó là sự thật. Giờ đây khi đã đạt chuẩn tham dự Olympic thì Thành Ngưng đặt ra mục tiêu cũng như kế hoạch gì trong thời gian tới? Bây giờ thì Thành Ngưng tiếp tục duy trì tập luyện và sinh hoạt tại Đà Nẵng. Còn mọi kế hoạch thì Thành Ngân chưa được báo trước. Còn khi tham dự Olympic thì Thành Ngân sẽ cố gắng tiếp tục cải thiện thành tích bản thân mình để vượt qua cái ngưỡng của bản thân và phấn đấu sẽ phá được kỷ lục mình vừa lập ra tại Olympic. Nói là ngoài mong đợi cũng không sai, bởi do không được đặt nhiều kỳ vọng như là cô chị là nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc, nên Thành Ngân không được Tổng cục Thể dục Thể thao Đài Thọ chi phí sang Nhật thi đấu, mà phải tự túc lo mọi chi phí với sự hỗ trợ của đơn vị chủ quản là Đà Nẵng. Thật sự, đây là một niềm vui và tự hào lớn với cá nhân tôi. Mọi việc đến quá bất ngờ, đến nỗi tôi vẫn chưa nghĩ ra là mình muốn gì về thành tích của bản thân. Ngoài lời cảm ơn, tri ân mọi người đã ủng hộ, động viên tôi mỗi khi thất bại, Nguyễn Thành Ngưng chia sẻ với phóng viên. Thực tế, dù tài năng sớm được phát hiện và được đầu tư để phát triển, nhưng sự nghiệp của Thành Ngưng gặp không ít thăng trầm vì liên tục phải vật lộn với những chấn thương. Ở kỳ SEA Games 28 diễn ra ở Singapore năm 2015, vận động viên Đà Nẵng đã thi đấu không thành công vì dính chấn thương ở hông. Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Thành Ngưng vượt qua chính mình để gặt hái được thành quả, cùng với sự ghi nhận của tất cả mọi người khi giành chiếc vé chính thức tới Olympic Rio năm 2016 sau thành tích ấn tượng ở giải đi bộ châu Á năm nay. Tuy nhiên, niềm vui lại không trọn vẹn với vận động viên người Đà Nẵng, bởi chị gái Thanh Phúc của Thành Ngưng lại thi đấu không thành công ở giải châu lục ở Nomi, Nhật Bản. Với việc 3 lần phạm quy và chưa thể giành vé tới Brazil, Thành Ngưng nói: "Em có niềm vui không trọn vẹn. Chị Phúc đã rất cố gắng nhưng thiếu may mắn và không thể giành vé dự Olympic ở giải vô địch châu Á ở Nhật Bản vừa qua. Nhưng em tin chị Phúc sẽ đạt chuẩn Olympic ở giải vô địch Điền Kinh vào cuối tháng 4 trên đất nước Singapore." Trên thực tế, dù dính chấn thương liên miên nhưng Thành Ngưng vẫn cho thấy những tiến bộ vượt bậc trong sự nghiệp của mình. Kể từ sau tấm huy chương đồng ở SEA Games 26, Thành Ngưng tiến bộ không ngừng. Trong 3 năm qua, ở giải vô địch đi bộ châu Á năm 2013, vận động viên Đà Nẵng đã đạt thành tích là 1 giờ 27 phút 30 giây và đánh bại đương kim vô địch SEA Games Lo Chong Sen, Malaysia với khoảng cách 37 giây. So với thành tích huy chương vàng ở SEA Games 26, Thành Ngưng cũng vượt xa đến 5 phút 4 giây. Em sẽ tập trung tốt nghiệp đại học vào cuối tháng 5 tới, đồng thời tập luyện ở Đà Nẵng. Về kế hoạch tập luyện, hiện tại em chưa nhận được bất cứ một thông báo gì sau khi giành vé Olympic. Mục tiêu của em là cải thiện thành tích ở Olympic Rio năm 2016. Thành Ngưng phát biểu cho biết như trên, mong rằng anh tiếp tục tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp thể thao của mình và đem về những tấm huy chương đối với nền thể thao nước nhà. Kỳ Đại hội Olympic 2016 tổ chức tại Brazil. Tóm lại, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Rất mong được các bạn ủng hộ trong các video tiếp theo. Để theo dõi các video tiếp theo, các bạn hãy bấm vào đăng ký. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và share để ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.